Vậy nhân quả trong tâm trí, đạo Phật gọi là ý nghiệp nha, cái dòng trên cùng á, nhân quả trong tâm trí, đạo Phật gọi là ý nghiệp là quan trọng nhất. Là quan trọng nhất. Nhân quả của cái suy nghĩ của mình, nhân quả của những cái tâm tư của mình, những tình cảm của mình là quan trọng nhất, vì nó chi phối hành vi của chúng ta. Vì cái suy nghĩ của mình nó chi phối hành vi, nên nó chi phối mọi mối quan hệ của chúng ta. Kể cả các bạn có cái mối quan hệ với tiền bạc, mối quan hệ với nhà cửa, mối quan hệ với nghề nghiệp hay mối quan hệ với vợ chồng, cũng do cái tâm trí của các bạn nó chi phối thôi. Yeah, thì ngày hôm nay tôi sẽ không chia sẻ sâu về hai cái sơ đồ này. Cái sơ đồ này tôi đã chia sẻ trong rất nhiều video khác rồi. Và những bạn nào học chánh kiến trong đời sống, lớp đánh thức ý nghĩa cuộc đời, chánh kiến 1 hoặc chánh kiến 2, thì tôi đều nói cái này rất kỹ. Nói cái này rất kỹ. Tức là cái tâm trí của chúng ta nó phối hợp với cái thân của chúng ta ở giữa, thì nó sinh ra cấu trúc thân tâm. Với một cái cấu trúc thân tâm như thế này, thì những cái gì hướng hạ, những cái gì hướng hạ thì nó gọi là những cái tâm bất thiện, là tham, sân, si và sợ, là cái tam giác màu đỏ. Và những cái gì hướng thượng nó gọi là đạo đức, trí tuệ, nghị lực nha, nó gọi là giới, là định, là tuệ đó, nó là tam giác màu xanh, thì nó là những cái tâm hướng thượng. Thì chúng ta, cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải thấu hiểu nhân quả của những cái tâm hướng hạ này này, và của những cái tâm hướng thượng này này, và cơ cấu vận hành của nó, tức là cách mà nó tương tác nhân cộng duyên trổ quả đó, để rồi từ đó mình điều chỉnh nhân duyên, làm thế nào để cho những cái điều xấu ác, những cái thú tính tham sân si trong lòng chúng ta nó bớt dần đi, những cái bản năng xấu ác nó bớt dần đi, những cái điều tốt đẹp, sự hiểu biết sâu sắc là cột trí tuệ nha, đạo đức là dám sống tốt, dám sống vị tha, dám sống cống hiến, và cuối cùng nghị lực là chúng ta sống có một cuộc sống mạnh mẽ và vững chãi, tự tin. Thì tất cả những cái đó nó làm cho cuộc sống của chúng ta viên mãn, làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc đó. Chứ không phải là hạnh phúc đến từ tâm tham. Thỏa mãn tâm tham là một dạng hạnh phúc ngắn hạn. Một cái anh chàng thích nhậu, các bạn cứ tống vào miệng anh khoảng một két bia là anh hạnh phúc thôi. Nhưng đấy là hạnh phúc ngắn hạn. Vì hết két bia đó rồi, ngày mai nó lại đòi két bia khác, để rồi 5 năm sau nó ung thư gan mà nó chết. Thì khi mà chúng ta cho rằng hạnh phúc là cái sự thỏa mãn ấy, thì hầu hết là đều bị tâm tham giật dây. Hầu hết nhé, tâm tham giật dây hết. Đối với một đứa nhỏ, cho nó bịch snack và thả cho nó con iPhone để nó chơi game thì là nó hạnh phúc. Thì đây có phải là thỏa mãn tâm tham không? Và các bạn cứ cho nó ăn đi, cứ cho nó ăn kẹo này, cứ cho nó ăn bánh nhiều vào, rồi một ngày đẹp trời nó sâu răng, nó rụng hết răng. Rồi cứ cho nó chơi iPhone, iPad nhiều vào, rồi một ngày mắt nó cận lòi ra, rồi nó đơ đơ như người tâm thần. Đấy, những đứa nào mà chơi điện tử nhiều quá, đứa nào cũng đơ đơ như người tâm thần đấy. Tức là nó nhân quả nó trổ ngay trong đời này đấy. Thì cái đó là nó nằm ở bên tam giác màu đỏ. Tại sao mình thả cho con mình chơi? Đúng không? Vì có phải mình lười không? Mình không biết cách dạy dỗ nó, mình không biết cách rèn luyện nó, mà mình lại đang bận việc nữa, thôi ném cho con cái điện thoại cho rảnh việc. Tức là mình lười, cộng với mình có tâm si, thiếu hiểu hiểu biết trong vấn đề dạy con. Thế là mình tống cho nó con iPhone, cộng với tống cho nó một ít tiền để nó mua bánh, vì nó nhai nhồm nhòm vào miệng nó. Thế là cơ thể nó thì béo phì ra, độc tố thì đầy, mà mắt và cái não của nó thì cứ hư dần đi. Chơi game nhiều quá thì nó cứ hư dần đi thôi. Như vậy là những cái gì thuộc tam giác màu đỏ mà chúng ta cứ gieo mãi thì nó làm cho chúng ta hư cả thân và chúng ta hư cả tâm. Thân nó cũng hư hỏng đi và tâm cũng hư hỏng đi. Đấy là nhân quả đấy. Gieo cái gì màu đỏ thì chúng ta gặt cái quả đó, gặt cái quả khổ đấy. Và gieo những cái gì thuộc tam giác màu xanh, đạo đức, trí tuệ, nghị lực, thì chúng ta gặt bản lĩnh sống, gặt cái cuộc sống viên mãn, gặt cái cuộc sống thành công và hạnh phúc. Đó nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ không nói cái này nhiều, chỉ nói khoảng 5 phút vậy thôi để các bạn hình dung. Chứ hai cái tam giác này mà học kỹ là 2 ngày nha các bạn. Sáng, chiều, tối 2 ngày đấy. Nằm trong lớp chánh kiến 1 đấy nha. Đánh thức ý nghĩa cuộc đời là 2 ngày các bạn mới ráp hai cái tam giác này vô vận hành. Và các bạn sẽ giải thích mọi sự vật hiện tượng trên nền tảng của cái cấu trúc thân tâm này.
Và khi các bạn giải thích được rồi thì từ đó các bạn thấy cuộc đời nó đơn giản đi rất nhiều nha. Rồi. Một số cái từ đồng nghĩa này. Nghiệp, nhân quả chính là nghiệp. Nha, tội phước cũng chính là nghiệp. Nhân quả chính là nghiệp mà tội phước cũng chính là nghiệp. Các bạn để ý nha. Nghiệp là một hành vi thuộc về thân, miệng và ý, thân, khẩu, ý. Nghiệp là một hành vi của thân, tức là một hành động nào đó. Nghiệp là một hành vi của miệng, tức là một lời nói nào đó, nó gọi là khẩu nghiệp. Và nghiệp là một hành vi của suy nghĩ. Khi các bạn khởi lên trong tâm của mình một suy nghĩ gì đó, một mong muốn gì đó, một tính toán gì đó, thì là lúc đó các bạn đã khởi lên một ý nghiệp rồi. Nó đều là nghiệp nha. À, tức là trong con người của chúng ta, bất cứ một thời điểm nào, nó đều liên quan đến thân, đến khẩu hoặc đến ý, đến hành vi của tay chân, hoặc là hành vi của cái miệng, hoặc hành vi của suy nghĩ, của tâm tư tình cảm. Thì bất cứ cái nào mà nó khởi lên, nó trổ ra, thì nó gọi là chúng ta gieo xuống một nhân, tức là gieo xuống một nghiệp nhân. À, rồi khi chúng ta gieo cái nghiệp nhân này đủ lâu và đủ sâu thì nó trổ ra quả, thì chúng ta gọi là đón nhận nghiệp quả, gọi là nhận quả. À, nhận quả. Nhiều nơi thì gọi là nghiệp báo. Báo tức là báo đáp. Báo là nó đáp lại. Quả báo tức là cái quả đó nó đáp lại mình. Mình tát cái thằng kia một cái thì một lát sau nó tát lại mình một cái, tức là gọi là quả báo, tức là cái quả nó đáp lại mình. Nghiệp lành thì chúng ta gọi là phước, tức là một hành vi, một suy nghĩ hay một lời nói lành thì tạo phước. Đoạn này quan trọng này. Suy nghĩ lành, lời nói lành và hành vi lành đều tạo phước. Vậy cái khởi điểm chính là một suy nghĩ lành, một suy nghĩ hướng thiện. Vậy các bạn không ngồi, thời Covid các bạn ngồi ở nhà không cần làm cái gì hết, các bạn chỉ cần nhắm mắt lại, tập những suy nghĩ thiện lành ở trong đầu mình. Đừng suy nghĩ xấu ác cho ai, suy nghĩ tốt đẹp cho mọi người. Chúc mọi người có được một cái mùa Covid mà được quay về bên trong, được học tập, được nghe nhiều bài giảng để thay đổi tâm tư tình cảm, thay đổi cho nó tốt đẹp lên. Đó, các bạn chỉ cần suy nghĩ hướng thiện và gửi cái suy nghĩ hướng thiện đó ra xung quanh thôi là các bạn đã tạo một cái nghiệp lành của ý nghiệp rồi, của suy nghĩ rồi, tạo phước rồi đấy. Nha. Mà khi các bạn tạo phước đủ lâu thì nó gọi là phước nghiệp, nó gọi là may mắn, nó gọi là gia đình đó có phúc. Các bạn hình dung nha, là có phúc đấy. Nên cái chữ phúc hay là cái chữ may mắn nó miêu tả cho nghiệp lành đấy nha. Ba cái ông phước lộc thọ đó các bạn, thì cái ông phước nó chính là nghiệp lành nha. Cái ông lộc chính là nghiệp lành tích lũy lâu nó thành may mắn thì nó gọi là lộc. Và còn cái ông thọ là cái phước này nó hướng về sức khỏe. Cái phước này nó hướng về sức khỏe thì nó gặt quả sức khỏe nên nó sống lâu nên gọi là ông thọ, có thế thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta lại nghiệp lành, rồi chúng ta nói sang nghiệp ác này. À, nghiệp ác. Nghiệp ác hay là nghiệp bất thiện nha, thì chúng ta gọi là tội nha. Và vì nghiệp ác nó là tội nên người ta ghép nó lại, nó gọi là tội nghiệp. À, các bạn thấy chữ tội nghiệp quen chưa? Và chữ tội nghiệp thì nó đồng nghĩa với cả chữ đen đủi, nó đồng nghĩa với cả chữ xui xẻo. Xui xẻo hay đen đủi hay chữ tội nghiệp là nó gần như nó đồng nghĩa. Nhưng mà cái chữ mà sát với gốc đạo nhất, gốc của đạo lý nhất chính là chữ tội nghiệp. Một ngày đẹp trời các bạn dắt con mình đi chơi ở công viên, thấy có một cái thằng bé, đầu của nó thì bị chốc, xanh xanh đỏ đỏ, bôi xanh xanh đỏ đỏ, nhát tay thì cầm một cái mũ đi ăn xin, quần áo lôi thôi lếch thếch nhìn rất bẩn. Hai mẹ con đi ăn xin thì mình mới nói với cả đứa con của mình: con ơi, hai mẹ con kia họ tội nghiệp quá,
mình cho cái gì đi, mình kiếm cái gì mình cho họ đi. Thế là cái đứa con nó mới suy nghĩ một hồi, nó bảo mẹ thôi sáng mai con không ăn sáng nữa nha, bây giờ con lấy cái tiền ăn sáng đó con cho bé được không? Nhìn bé tội nghiệp quá đó, thấy chưa? Mình nói ồ bé tội nghiệp quá, con cho cái gì cho bé đi. Thế là nó mới lấy mười mấy nghìn của nó ra nó cho bé, và ngày mai là nó không ăn sáng nữa đó. Như vậy là cái hành vi của con của mình khi thấy người ta tội nghiệp thì con của mình nó làm một hành vi tạo phước, bố thí cho đi sẻ chia là một hành vi tạo phước. Nhưng mà tại sao cái hoàn cảnh mẹ con kia lại khổ thế, lại đen đủi thế, lại xui xẻo thế, cũng là sinh ra một kiếp người mà tại sao phải đi làm ăn xin? Dù có khó khăn cùng lắm thì mình làm công nhân, hoặc là mình làm công ăn lương, hoặc là mình cùng lắm là mình đi giúp việc ở một gia đình nào đó, chứ không đến nỗi là lôi thôi lách thách rồi đi ăn xin ở ngoài công viên đó. Thì cái chữ tội nghiệp là nó miêu tả về nghĩa đen của hai mẹ con đó ngày xưa là ngay trong đời này hay trong đời trước không biết nha. Trong đạo Phật là không có khái niệm một đời, trong đạo Phật là xuyên thời gian, vô thủy vô chung, vô số kiếp sống rồi, và đạo Phật gọi đó là luân hồi. Luân hồi giống như cái vũ trụ này nó không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu trăm triệu tỷ năm không biết rồi, thì loài người của chúng ta cũng thế, sống trên trái đất này cũng vô số kiếp sống rồi, và bao nhiêu cõi giới khác, không phải riêng gì mỗi loài người này đâu đó. Thì cái tội nghiệp này là gì? Là chúng ta đã có những hành vi tạo tội nên đến bây giờ chúng ta bị quả báo, tức là chúng ta phải nhận quả, phải nhận cái quả của cái nghiệp ác do mình đã gieo ngày xưa. Cái nghiệp ác nó chính là tội mà. Cái nghiệp mà mình tạo tội ngày xưa thì bây giờ cái tội đó nó trả về mình, nó trổ quả, nó trả về mình, nên mình sống với cuộc sống đen đủi và xui xẻo, và người ta gọi đó là tội nghiệp. Vậy tội nghiệp chính là nghĩa đen, không phải là nghĩa bóng. Nghĩa đen kịt là người đó ngày xưa đã làm một cái nghiệp gì đó, đã làm một hành vi gì đó tạo tội nên đến bây giờ được gán cho chữ tội nghiệp. Các bạn hình dung chưa? Đó.